Rồi bây giờ anh mượn anh chạy thử nha. Dạ. Ok không? Dạ dạ. Cho mượn nha. Dạ. Cho không? Dạ cho. Cho ha. Hôm nay thì mình sẽ cho bạn xem cái ngôi nhà mà mình đã bán nhá, trị giá hơn 28 triệu. Thì ở đây các bạn nhìn thấy có rất là nhiều ngôi nhà. Đấy, tùy theo điều kiện kinh tế của bạn thì bạn có thể vào bạn mua. Đó, ok. Thì có rất là nhiều luôn, đó, rất là nhiều ngôi nhà tùy với khung giờ của bạn. Thì ở đây mình cho bạn xem này, mình sẽ làm một mục lịch sử chuyển nhượng cho bạn xem nhá. Đó, ở đây thì người ta đang thanh toán, mình đang đợi nhá, đang đợi người ta thanh toán cho mình. À, thì ngôi nhà này chung cư cao ốc 9 này, mình vừa mới bán. Đó các bạn nhìn thấy không? Trị giá là đi 28.054.000 đó, và tí nữa thì người ta sẽ thanh toán cho mình thôi. Đấy các bạn thể nhìn thấy nhá, ở đây nó đang hiện là mục đợi thanh toán, tức là đang chờ người ta thanh toán đấy. Và đây các bạn nhìn thấy đây là cái mục lịch sử mình đã mua nhà nhá. Đấy, rất là nhiều. Đây ở đây có ngôi nhà chung cư cao ốc 9 này, trị giá 49.400.000 đấy các bạn thể nhìn thấy. Còn theo nó mình mua thì rất là nhiều ở trên cái con app này rồi. Đó thì các bạn hãy chơi nhá, cực kỳ nó là ngon. Đó, trị giá 49 triệu các bạn nhìn thấy không? Đó, ok, ở đây thì mình đã nhìn thấy tiền nó về tài khoản của mình rồi. Nó đã cộng mới đi 28 triệu và mình sẽ kích vào cho bạn xem nhá. Đó lịch sử kìa. Đã cộng mới đi 28.054.000 thì bây giờ mình sẽ vào app và mình đợi khi nào nó hiện lên chữ kiểm tra nhá, tức là người ta đã gửi ảnh cho mình nhá. Đó thì nó sẽ hiện chữ kiểm tra thì các bạn sẽ kích vào mục kiểm tra nhá. Sau đó rồi nhập mật khẩu giao dịch và ấn xác nhận để chuyển nhượng cái ngôi nhà đấy cho cái bên người ta mua nhá. Đây có cái gờ quên rồi chứ. Cô à. Đậu ghê hả? Chết rồi. Trời. Nãy không thấy là máy dính luôn rồi. Đây nhiều gây symbol quá anh em. Nhà này chơi chơi mà. Xe đẹp quá. Ad 4 hay sao, nhìn thấy đẹp quá. Quay lại là thấy có điểm gì xảy ra đó anh em. Đang quay phim. Mình là đang quay phim hả? Cứ quay, tiếp tục quay đi, có gì đâu. Hả? Cứ tiếp tục quay đi. Đang đang quay hả? Dạ. Ý là đang quay xe hả? Dạ. Xe đẹp quá. À. Nhưng mà đậu ngay cái chỗ này nguy hiểm quá, hồi nãy vừa mới bo cua qua chuẩn bị quất vô luôn á. Tại em thấy view đẹp nên em chụp hình á. Ngay cái khúc này nè, ngay khúc cua mà dừng xe ngay khúc cua này chết luôn rồi. Để em dắt đi đâu. Rồi nó nguy hiểm quá. Anh nói anh dặn để sát sát vô chứ kiểu này chết luôn á. Xe người ta chạy qua không biết, tại ở đây có nhiều mấy anh Jason Boy lắm. Chạy tới mà bị cái gì. Chạy quá. Không, cái khúc cua này nó đẹp quá anh cua. Ờ. Ồ, xin thôi, đẹp quá ha. Trời, xe 50 á anh. Cái gì, 50 hả? Dạ. Ủa. À, mấy năm nè. Dạ. Ồ. Đại lạ ta. Xe 50 này đời đầu chuẩn dáng nhỏ luôn anh. Đời đầu chuẩn dáng nhỏ luôn. Dạ. Nãy giờ anh chạy ngang anh tưởng S4 mấy đứng đồ. Ơi, hay à. Xin to. Tại em chưa đủ tuổi nên em đi xe 50 nha. Xe này biển số hả?
AF là biển số 50 đúng không? Dạ. 67, 67 là ở Đồng Tháp. An Giang hả? Dạ. À 66 mới Đồng xe Tháp. Này em mua lại. À. Mua lại rồi em dọn lên. Đã quá. Ủa là em ở đâu vậy? Em chạy vô này em chụp hình rồi vậy? Em ở Biên Hòa anh. Biên Hòa ở đâu mà lên tới đây dữ vậy? Tại đi lên đây có công chuyện với Nhân Trạch đó. À Nhân Trạch xong rồi ghé đây phải không? À. Tại vì cái đường này cũng liên kết với ra cái đường Nhân Trạch đi đường phà Cát Lái ra anh em. Dạ. Đã quá. Nhưng mà này 50 anh mới thấy lần đầu luôn á. Dạ. Ồ. Tại dáng nhỏ này giờ nó cũng hiếm rồi, nó hiếm hơn là dáng dáng 50 lớn. À. Không phải 50 lớn mà xe cũng máy nó cũng 110 luôn á. Nhưng mà điều nó là cái máy nằm, máy Trung Quốc á. À. Tại nó đóng semi ngoài là 50 thôi nhưng ở trong trái nó tới 100 rồi. Nhìn y hệt luôn là anh em, chỉ khác cái cục máy thôi. Đó. Nhìn đúng ngầu luôn. Là xe này coi thử coi. 50 thì nó khác cái gì? Ủa cũng có tay con hả? Là em lên tay con hả? Hay là cái 50 nó có tay con luôn? Ông xem lên công tay rồi em đi số đấu giống ẹt luôn, 1 tới 3 lùi. 1 tới 3 lùi hả? À. Ôi à. Là xe này da này quay TikTok đồ phải không? Dạ. Thấy mấy anh em hay da này quay TikTok thích đồ à. Để soi thử à. Cái đầu em lên cái đèn gì đây? Cái đây là cái nút để bắt sinh hay sao? Dạ. Em để đây đặng em bắt cho nó tiện. À, đang chạy đưa lên bắt. Cũng hơi khó một chút sao không câu vô cái không. Này không? Đâu, em đang chạy không? Ngón trỏ em đưa lên vậy. À, ngón trỏ đưa vô này hả? Vâng. Thì không quen á. À. Đó, đây là cái nút bắt sinh. Cái đầu chỉ có đơn giản thôi, nó cũng giống như ad 4 y hệt anh em, không khác gì hết. Rồi nút công tắc, cùm công tắc rồi nè. Đi cùm tăng domino. Này phay hay yêu em? Phay. Phay luôn. Đèn L4. Đó, cũng đầu nhỏ luôn, dán đầu nhỏ luôn. Ủa, xe này em thay áo hãng rồi. Là áo zin luôn hả? Không, thay áo et 250 zin á. 250 hả? Dạ. Rồi. Là cái trước cái dàn áo Trung Quốc của nó thì sao? Cũng dán vậy luôn. Dán vậy luôn. À, em chỉ thay áo hãng rồi em up đồ là em gắn zin. Rồi, cái bánh trước thì đi heo Nissan phải không? Dạ, heo Nissan 2 bit một bên. 2 bit một bên. Đi dĩa gì đây? Dĩ giống như dĩ da dét á. Dạ. Nhưng mà da dét loại này là phay phải không? Dạ. Đó, phay. Đi cho nó bự giống kiểu phong cách Mã Lai. Vài con ốp Titan. Dù sao em không đi cái niền nhôm luôn, nhìn nó ok hơn. Tại em chưa đủ kinh phí á. Không đủ kinh phí hả? Dạ. Thì nó cũng đâu có hơn bao nhiêu đâu. Em mua cặp niền này cho nó là 400-500 đi. Không, em để chạy ít tháng nữa rồi em. Cặp niền nhôm thì có cái loại, có nhiều loại cũng 400-500 ngàn cặp rồi. Ờ, mà đi loại đó đi nó nguy hiểm. Hay mềm. Ờ. Đi em đi giỏ trước đi giỏ 50 luôn hả? 50-100. 50-117. Ờ. Chút xíu à. Nhưng mà cái kiểu dáng này nhìn thấy nó đã quá. Độ theo phối theo cái màu tem á. Dạ. Trắng cam. Mà đi tem gọi tem gì ta? Mèo thằng tài. À mèo thằng tài. Đó. Thì đây cái cục máy. Cục máy em lên con phải không? Dạ, với em làm máy nữa. Thay cái lốc nồi con. Dạ. Máy làm gì? Máy chứ không phải máy 50 hả? Máy em làm 55. 55 với, bình Kenta 125 móc lớn. Accenter 101 trái 55. Hay đó. Ờ. Cho em làm bài bền để đi tour. À, bài bền đi tour. Dạ. Là không còn 50 nữa đâu. Dạ. Là cũng trăm mấy rồi đó. Xe này phá máy hết mấy lần. À. Cũng đi cái cổ bồ thương hiệu không thấy. Cổ này cổ gì? Cổ inox. Đi cái form này là form của ẹt.
Nè, đi bộ dết leo. Vâng. Mà sao thấy ngắn với ta? Này dết leo loại ngắn á. À, rồi thấy dết leo nó cũng hơi dài dài như này chút này. Rồi. Đi cái Còn cái này thì này nó ngắn. thon, nó Cái này còn. là mod lại phải không? Vâng. Đi khúc này chơi cái bát ra luôn. Không, cái bát này với cái bát cái chân này là em mua trên mạng 300. À, mấy cái chân luôn ngắn có tí xíu rồi ta. Cái này cho ẹt cho mơ em gắn vừa nên em cắt đi em chế À, qua. chơi luôn. À, xe này em yêu, thấy cũng em yêu khoa học quá. À. Gấp này là gấp nhôm. Rồi gấp nhôm đầy đầu. Gấp nhôm đầy đầu. Ui giờ con thắng sao đâu rồi? Tháng sau em không gắn nên em tháo rồi. Rồi chơi chơi kiểu này là đâu đâu được đâu. À. Nghĩ sao xe máy mà quan trọng cái tháng sau mà em tháo nữa là chết luôn à. Em chạy em kìm được tốc độ nó nên em mới tháo tháng sau. À, vẫn còn khả năng ok phải không? Dạ, vẫn còn xử lý được nên mình mới tháo tháng sau. Đỡ thấy nguy hiểm quá, xe không chạy không có thắng có gì hết. Đó, đơn giản nhìn nhìn từ xa không khác gì là ẹt 2 lấy 10 anh em, ẹt nhỏ ấy. Thì bên này thì đi kia phục Phục ô liền này đầy đầu luôn, giờ kiếm không có, đầy hiếm á. Nó đời có đóng cái đầu logo Gesin. logo Racing, nhìn xa xa nhìn logo giống như dắt leo quá À. ha. Gấp gấp nhơ mày gấp gì đây, tên gì đây? Em cũng không biết nữa, quên tiêu. Cũng lâu rồi ha. À. Ủa sao cái nhông trước đi chút xíu rồi Đi em đi 32 theo bài. ta? 32, nhông À. 32. Dạ. Nhông trước 15. 15. Cái bánh mềm rồi em. Bánh này em xả mềm cho chạy nó bám. À, xả mềm. À. Bánh bánh sau em đi bao nhiêu? 60 hả? 60 60. 80 vỏ vuông, 60 cam mèo vuông. 87. Đó. Một heo. Trung bình. Rồi xe này em đi được bao lâu rồi? Đi được gần 2 năm mà. 2 năm hả? À. 2 năm là em tự độ luôn hay là mua về nó có sẵn? Em mua cũ về rồi em độ lên. À, mua cũ vậy chắc nó cái dáng nó cũng như dáng dinh vậy À, dán nó dán nhỏ luôn. ha, dáng nhỏ luôn. Rồi em ngồi lên thử nhìn có hợp không, nhìn cái nó da kiểu dáng gì không. Đó, cũng quá hợp anh em, y hệt đẹp 4 luôn, khác mỗi Biển cục máy số. biển số đó. Chả chả như chả dinh luôn hay sao? Ông trái 25 mự. À, đẹp quá. Em nổ máy anh nghe thử coi. Em chú bộ. Cái máy này. Trái làm máy này máy 55. Dên rồi có làm gì không? Dên 110 tay có 100 à. Trên 110 tay 100. Nhẹ quá nè. À. Tại mấy cái dòng này anh em, cái vàng vàng áo á, mình chạy ga lớn thì nó hơi kêu một chút, đúng không? Ồ, bộ tem nhìn nó nổi nổi sao anh em? Nhìn từ xa là đúng bắt mắt luôn á. Bây giờ anh mượn anh chạy thử nha. Dạ. Ok không? Dạ dạ. Cho mượn nha. Dạ. Cho không? Dạ cho. Cho ha. Ok bây giờ mình mượn mình chạy thử cái con ẹt gọi là ẹt 50 sơ sơ đi ha. Dạ. Ok. Ok anh em, thì hôm nay mình chạy thử con ẹt 50 cho anh em coi ha. Máy 50 sơ sơ. Trái 55. Bài Turin đó. Đó. Bài chết cha sao rồi, đài hết được á, đài á đạp hả? À quên.
Trời chết. Không nổ luôn rồi. Hả? Đó. Nổ rồi anh em. Xe hơi lạ một chút. Up con này. Đá số này. Rồi quá đã luôn. Ô móc hả? Ô móc luôn. Số móc luôn nha anh em. Quên không có tháng sau. Ô. Cứng anh em. Y hệt ẹt 4 y hệt luôn. Quá đỉnh luôn. Ẹt 4 giá rẻ nhất luôn. Siêu ngầu. Anh em thấy ok không? Cho mình thấy cũng ok đó. Nó kéo ra cao rồi, nó hơi dùng một chút. Ờ quên, chết bà. Quên, không có thắng sao nữa. Thắng trước, thắng trước. Quên. Tưởng có thắng sao chứ. Chết là tắt máy nữa rồi. Nó kêu gì vậy? Kêu gì á? Trời ơi. Dàn chân nó hơi trao một chút nha. Lên lên lại đó. Ok. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm được con hẹt trăm lốt 50cc của thanh niên đang quay TikTok. Vô lưu nhẹ ha. Hôm nay vô lưu xương xương nha. Số 4 nè. Số 4 mà quá đã luôn. Vaccine bắt phai luôn nha. Thòng ra nổ bắt phai luôn. Kêu gì thấy không? Rồi chắc lỏng mặt đằng trước rồi. Chạy nó lỉ qua lỉ lại, lỉ qua lỉ lại. Nãy chạy nó đầm ta lái trước mà. Ồ, bị bởi bạn đạn hay sao anh em? Bởi đạn trước. Ok, thì bây giờ giao lưu như vậy thôi. Em ở đâu? Em ở dưới Biên Hòa phải không? Dạ. Biên Hòa. Biên Hòa mà chạy lên này tại cái khu vực này view nó hơi ok á. Cho nên mấy anh em ở xa tới cũng hơi nhiều. Đây quay TikTok đồ ha. Dạ. Chắc chiếc này cũng hot TikTok không? À, nói chung cũng được. À. Đi đường nghe em hỏi á. À. Ok. Thì thôi bye bye anh em ha. Dạ. Đây là chiếc 150. À lộn. 50. Quên hoài anh em. This is love.
love, love, baby, baby, this is love, this is love.